Hello anh em. Không liên quan nhưng mà Sky ơi. Say yo. Chú ra đây con gì vậy? Đừng giữ ấy rồi, ra đi cay ra đi. Ra đi cay ra xem nào. Có skin không? Không có skin luôn. Làm tí AD cay ra. Thằng bạn mình nó 100 con này chả lẽ mình không biết chơi. Em ngủ trước đây, stream vui vẻ. Ok, bye bye em ơi. Anh em nào mà ngủ, cần ngủ thì ngủ đi. Còn anh em nào mà không cần ngủ thì ở đây chiến đấu với mình. Chúng ta là của nhau đêm nay, như sếp Tùng nói rồi đó. Các bạn ơi, thôi đừng đợi đây, nó không ra đâu. Tại vì con Salad nó khả năng ăn trên chứ. Nhưng mà nó đợi đây thì cũng không giết được. Tại vì thằng này nó chắc là cũng bùng tốc biến nó chạy. Cướp không? Cướp. Thích thì chơi, không thích thì chơi. Ngại gì mà không chơi, đúng không? Quất luôn, vô đi. Bolu ra đến đít rồi không vô. Ơi, cái gì ở đây ạ? Rồi nha. Rồi nha. Last hit à. Không kịp à, cũng không kịp à, cũng không kịp à, cũng không kịp à. Giúp luôn. Ui, nó ăn con đấy. Ăn thì bỏ lại cái mạng, ăn thì bỏ lại cái mạng. Ăn thì bỏ lại cái mạng. Mưa lặng thầm đường gió chiều nay. Nope. Kéo ông ơi. Nice. Nó có cái ông ơi. Làm gì lớt này. Hơi bị rườm rà. Hay các bạn ơi. Nani. Ui, TP thì đợt, TP thì đợt. Nani. Thằng bạn mình có tướng thủ con này. Chả lẽ mình lại không biết chơi đúng không? Phải biết chơi tướng thủ của bạn chứ. Thế mới là bạn tốt. 3k tiền về nhà luôn. Treo đầu 650 đồng luôn. 5 phút cầm 3k tiền về nhà thì hỏi anh em mua đồ gì nhờ. Khó chọn đồ mua ghê. Ui con nào thì lật đánh hay vậy. Nó đánh dài, nó tay dài, nó đánh từ trên xuống dưới lại, từ dưới lên trên. Nhầm tên đồng đội của mình đang bị nguy hiểm. Anh ba Sài Gòn tới đây. Nà ní. 3 giây ông ơi. Nãy chưa có gì nhở. Ui con xét nào đập. Thì mình kia chắc open đến nơi rồi, đánh gì nữa. Đánh ADC thế này thì thôi chắc game cần phải kiếm người đi rừng thôi. À! Nói chung là cuộc đời mà anh em lúc thăng lúc trầm đấy là kiểu cái lẽ sống rồi, đấy là cái lẽ sống rồi. Lúc thăng lúc trầm thôi, không có gì ngạc nhiên cả đâu. Lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Chết dở rồi. Lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Ui sao mình bắn quy mà ông kia lại ăn được nhờ.
Chứ mày nhìn nhầm. Ui, một đúng không? À, tại sao team nó lại giết mình xong rồi chết hết nhờ? Bài ra anh em. Ơ đầu 7080 gì đấy xong giờ thành 115, tin được không? Ui chết rồi. Má cái gì vậy trời? Má ra là chết à, tại phải đấy dùng tốc biến không có chạy được, con pai là dí mà. Cái game bực mình trời. Không phải bực mình mà là non trời. Lúc đầu không biết gáy cái gì á, giờ thành thế này. Mình kia chắc open rồi, đánh gì nữa? Đánh ADC thế này thì thôi chắc game cần phải kiếm người đi rừng thôi. Kiểu cái gì anh em ơi? Ngày nghỉ. Ui bắn gì nó không chết vậy? Được hai. Bị hư rồi. Không phải con chơi bị hư thôi anh em ơi, phải mình nghĩ là con Jumi là chết rồi cho nên mình bỏ đấy. Thế mà bắn hit thì không chết. Thế là bị hớ ấy. Nhưng mà phải đổ lỗi cho con chuột chứ bây giờ chả lẽ bảo mình ngu, ngại lắm. Thôi, đánh tập trung lại nào. Lại làm Levi chứ không có 3 vi nữa. Ui. À, ma tưởng có mình còn dùng bí vẻ con nó tải thứ con sẽ lát nữa. Tìm flop. Bên nào tôi lấy chưa có giờ. Tôi không có máu. No. Thôi, cái xài cho thằng Long đánh thôi chứ mình đánh không được rồi. Ê, xa tôi quá. Chạy đây. Chết thì full đồ rồi, lên gì bây giờ? Lên đồ gì nhờ? Muốn mua cái đồng hồ ghê. Các bạn có em mua cái đồng hồ sao, có bị chạy chậm quá không? Có bị thoát tốc đánh không nhờ? Chắc không chạy chậm quá đâu. Không có nỗi chậm quá đâu. Ôi chậm quá rồi.
335. Mặc dù cái em mình hồi cũng nhanh nhưng mà cái tốc độ di chuyển này thì không có gì nhỉ, không có yêu thương nổi. Lên đồ sai rồi anh em ơi. Không rờ đâu được đâu. Lên. Cái tốc độ di chuyển của tôi má ơi. Chê chê.